Mình đã quay được cũng rất là lâu rồi, nhưng mà tính ra hôm nay thì là một phân cảnh có rất là nhiều phân cảnh mới, phân cảnh khóc rồi phân cảnh cười, rồi mình phải giữ cảm xúc các thứ. Nói chung là hiện tại cảm xúc rất là tán loạn. Mình thì khóc rất là dở, cho nên là mỗi lần mình khóc là như giờ tầm là nửa tiếng đồng hồ mới khóc được, mà dai của mình là dai buồn đó, thấy chưa, cuộc đời số phận mình là như vậy. Bây giờ season 3 của Lala School đã đến rồi. Mong các bạn hãy cố gắng đón xem và ủng hộ nhóm B336 cũng như Lala School nha. Và nhớ hãy xem việc thi khóc thế nào nhé. Bye bye. Những người tôi che tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?